Xin kính chào chào mời quý vị cùng cập nhật những thông tin an ninh trật tự an toàn xã hội đáng quan tâm có trồng an ninh cận cảnh. Bản tin lên sóng đều đặn cho lúc 11 giờ hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Hãy cùng Tố Trinh bắt đầu bản tin hôm nay ngay sau đây. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Ngọc Minh Thư, 32 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, chủ nhà trẻ không phép có bé trai 2 tuổi tử chồng. Thư bị điều tra hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5, chị Nguyễn Thị Thắm, 34 tuổi, ngụ xã Cường Đăng, huyện Châu Thành, đưa con trai 2 tuổi đến gửi tại nhóm trẻ Minh Ngọc do Thư làm chủ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thư thấy cháu trai khóc, có biểu hiện mệt và uống bình nên gọi chị Thắm đến trước bé về. Khi cha chị Thắm đến thì thấy cháu bị ngất xỉu nên đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên bé trai đã tử vong trước khi đến trung tâm y tế huyện Châu Thành. vụ việc sau đó được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Châu Thành thụ lý. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé trai tử vong do sốc mất máu cấp vì chấn thương bụng kín, đứt dở động mạch mạc treo. Quá trình điều tra xác định Thư đã giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định, không đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn giữ trẻ. Thư bị cáo buộc vô ý làm cháu bé tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Thư nhận giữ chính trẻ. Tại Bình Dương, chiều ngày 18 tháng 9, Công an thành phố Thuận An điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng tại phường Bình Chuẩn. Nạn nhân được xác định là TH 22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương thông tin ban đầu trưa cùng ngày người thân phát hiện hát trong tư thế treo cổ trên gác tại nhà riêng ở phường bình chuẩn thành phố thuận an khi người thân đưa hát xuống thì nạn nhân đã tử vong nhận được tin báo các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố thuận an đã đến khám nghiệm hiện trường lấy lời khai người thân nạn nhân theo người nhà hát mới tốt nghiệp đại học chưa có việc làm dù việc đang được công an điều tra Thưa quý vị, trận mưa dông lốc lớn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 9 trên địa bàn ấp Bình Thới Khai, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã làm một người chết do bị điện giật, chín căn nhà bị tốc mái, và nhiều trụ cột điện, dàn quạt nước nuôi tôm bị gãy đổ. Ngoài ra dông lốc cũng làm một căn nhà tốc mái, sập hai chòi nuôi tôm, nhiều đê nuôi tôm bị tràn ngập nước tại xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ. Sau khi dòng lốc xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cử lực lượng dân quân đến giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Ngày 18 tháng 9, Công an thành phố Tân An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NTN, 17 tuổi, ngụ xã thành phố Long, huyện Châu Thành, do hành vi điều khiển xe mô tô chạy một bánh đối với xe khai bánh, buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô, chạy ngược chiều trên đường có biển cắm đi ngược chiều, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50 phần khối. Đồng thời, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ sở hữu xe mô tô trên là cha ruột của N và hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tài khoản 1 điều 58 luật giao thông đường bộ, tổng tiền phạt là 9 triệu 400 ngàn đồng. Trước đó, N đã rủ một người bạn lên cầu Bảo Định thuộc tuyến Chành Đai, thành phố Tân An, thành phố Tân An, quay phim biểu diễn xe mô tô buông cả hai tay, chạy một bánh để đăng lên mạng xã hội từ tin báo của người dân, công an huyện Qua Bình phối hợp với đồn biên phòng cái cùng huyện Qua Bình tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tang 13 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền trên địa bàn ấp 17 xã vĩnh hậu a huyện Qua Bình. Các đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại các huyện Qua Bình, vĩnh lợi, phước Đông và thành phố bạc liêu, tỉnh bạc liêu. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 7 con gà, số tiền hơn 85 triệu đồng, 7 xe máy và nhiều tăng vật khác có liên quan. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Còn tại Lâm Đồng, ngày 18 tháng 9, công an thành phố Đà Lạt truy xét nhóm đi ô tô lấy trộm bình ác quy và đâm thủng lớp xe tải của một công ty đang đậu bên đường. Theo camera ghi lại, vụ trộm bình ác quy và đâm thủng lớp xe tải xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 tại khu quy hoạch đội 52 Nguyễn Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Nẵng. Thời điểm trên, ô tô màu trắng bật đèn chạy tới chạy lui bên không khai xe tải loại 1,5 tấn và 1,9 tấn của công ty trách nhiệm hữu hạn HN đang đậu bên đường để lấy trộm bình ác quy. Âm thanh từ camera còn ghi lại tiếng xì khơi của lớp xe tải khi bị đâm thủng. Sau khi nhận tin báo, công an phường 8 cùng đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã đến hiện trường ghi nhận sự việc, đồng thời trích xuất camera truy tìm thủ phạm trộm Bình ác quy và đâm thủng lớp xe tải. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp 9 người trong đường dây tổ chức bán dâm do Võ Thị Quệ 28 tuổi, quê Đắk Lắk cầm đầu để điều tra về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Nhóm của Quỵ dụ dỗ các cô gái chụp ảnh khỏa thân, ép các cô gái giết giấy nợ và phải bán dâm để trả nợ. Nếu không tuân theo, toàn bộ hình ảnh sẽ bị tung lên mạng xã hội. Nhóm này còn thừa nhận bỏ tiền ra để chuộc các nữ tiếp viên karaoke đang thiếu nợ các má mì tại các tỉnh lân cận Bình Dương và Long An về bán dâm trả nợ. Sau mỗi lần bán dâm, gái bán dâm được nhận từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, còn lại nộp cho tú bà với thủ đoạn trên, mỗi ngày nhóm này đã thu lợi bất chính từ 10 đến 12 triệu đồng. Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và bắt giữ những người có liên quan đến đường dây mua giới, tổ chức mại dâm nói trên. Cơ qua ngày 18 tháng 9, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 94 bị cáo trong vụ băng nhóm áo cam gây rối trật tự công cộng, đập phá quán ốc ở quận Bình Tân. Trong đó, bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành, người quy động cả trăm người mặc áo cam, bị tuyên phạt 10 năm tù về các tội cố ý gây thương tích, quỷ hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Dương Đại Trí, 33 tuổi, biệt danh Trí Nhãm, lãnh 11 năm 6 tháng tù về cùng 3 tội danh kẻ bị cáo khác nhận 2 năm 6 tháng 6 ngày tù đến 6 năm tù. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định dưới sự chỉ đạo của bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành, các bị cáo trong đó có Dương Đại Trí đã xông vào đập phá quán ốc gây thương tích 35% cho một thực khách dù không có mâu thuẫn. Các bị cáo còn lại trong đó có nhóm của bị cáo Hồ Chí Linh, Trần Thanh Tuấn, tức Tuấn B đã có hành vi tụ tập đông người, chạy xe gây náo loạn. Bị cáo Xuân Thành, Dương Đại Trí đã có hành vi rủ rê, tập hợp đồng phạm và khô khào chém nhau. Các bị cáo thực hiện hành vi ngang nhiên công khai, coi thường pháp luật và tính mạng tài sản của người khác. Ngày 18 tháng 9, Công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trương Nhật Nhớ sinh năm 1994, quê Quảng Nam để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị H, sinh năm 1995, trú huyện Thanh Oai. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 13 tháng 9, nhớ điều khiển xe máy đến thôn Cự Đà, xã Cự Khê, rồi dừng xe gian đường đứng chờ chị khác đi qua. Mục đích là để gặp chị khác nói chuyện. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhớ, chị Khắc dục tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, nhớ lên xe đuổi theo, nhớ nạn nhân kiên quyết không dừng lại nói chuyện. Đi được vài trăm mét, chị hát định trẻ chào nhà người bạn, thì nhớ tăng ga xông lên chặn đầu xe. Chị H định xuống xe thì bất ngờ nhớ rút dao chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Hậu quả chị Khắc được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chất thương quá nặng. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 14 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên đảo với tổng diện tích đang sử dụng hơn 7.287 m2 tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Trước đó, trong quá trình quản lý đất đai theo nhiệm vụ chức năng được giao, năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc phát hiện một số đối tượng đã tự ý xây dựng công trình dự kiến trúc khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, sau khi ban hành các quyết định buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với 14 trường hợp vi phạm, các cá nhân cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định các lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, tỉnh cùng với thành phố Phú Quốc tiếp tục cưỡng chế, tháo dỡ tất cả các biệt thự xây dựng trái phép trong khu vực vi phạm lấn chiếm đất nhà nước quản lý theo quy định. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nội dung trình tự thủ tục để tiến hành cưỡng chế như đo đạc, xác định vị trí, diện tích, cắm mốc tranh giới các thửa đất vi phạm, lập biên bản đo đạc, bàn giao thửa đất, biên bản kiểm kê công trình, gia giật kiến trúc phải phá dỡ, trang thiết bị và tài sản phải di dời trên đất Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc xử lý một số nội dung liên quan đến hoạt động hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Theo đó, thời gian gần đây, hoạt động của hội này tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc phẫn nộ trong nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, trả giới thuần phong mỹ tục. Bộ Nội vụ đề nghị quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với hội thánh đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam. Trong đó giải tán thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới, đồng thời không chấp đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, kinh thành tổ chức vì chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa. Cùng với đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Tình hình thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng an ninh cận cảnh hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa mai cũng trên sóng đài phát thanh và truyền hình Long An.